Phương Thảo rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Sống Khỏe 360. Quý vị thân mến, có một câu dân gian như thế này, ba kích bỏ vào ngâm rượu, ông bà đều say, chuối hộp sao sấy đều tay, ngâm rượu mà uống hết ngay đau mình. Có thể nói có rất là nhiều những loại cây đã mang lại những hiệu quả mà tốt về mặt sức khỏe. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ cây ba kích, bởi vì cây ba kích thì được biết đến là một loại thuốc quý khi mà hỗ trợ điều trị các bệnh suy thận, yếu sinh lý, liệt dương và giúp lấy lại phong độ của đấng mày râu. Vậy ba kích dùng như thế nào thì trong chương trình ngày hôm nay sẽ chia sẻ. Chúng ta không thể thiếu vị khách mời vô cùng đặc biệt, xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Lương Y Nguyễn Hoàng, nguyên giảng viên Đại học Dược Hà Nội. Cảm ơn Lương Y đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào Phương Thảo, xin chào quý vị. Thưa Lương Y, trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu cách để chữa bệnh của ba kích, thì cũng xin phép được hỏi là tại sao hiện nay tình trạng yếu sinh lý, rối loạn cương dương lại xảy ra càng nhiều ở nam giới trong xã hội hiện đại? Hơn thế nữa, có thể vì nhạy cảm nên nhiều người càng giấu bệnh thì bệnh càng nặng hơn, có phải vậy không ạ? Cái ý bạn vừa nói ra tức là có thể do cái tâm lý giấu bệnh, thế nên là cái bệnh nó càng ngày nó càng nghiêm trọng hơn lên. Cái chủ yếu là do cái môi trường sống, môi trường sinh hoạt của cái xã hội hiện đại, nó cũng làm cho cái tình trạng yếu sinh lý của nam giới nó tăng lên. Thứ nhất á, do cái căng thẳng trong đời sống, ngoài xã hội, trong gia đình. Thế rồi thì là do cái chế độ ăn uống sinh hoạt nó vô độ, nhiều nam giới là thì nó ảnh hưởng đến cơ thể nói chung, trong đấy có ảnh hưởng đến cái chức năng của thận và chức năng của sinh lý, thậm chí là một số nam giới là cái sinh hoạt tình dục nó cũng quá độ thì nó cũng ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bản thân. Dạ vâng, và khi chúng ta nhắc tới y học cổ truyền thì nguyên liệu ba kích được xếp vào nhóm thuốc bổ dương. Trong đó thì nhiều người cũng truyền tay nhau về tác dụng của rượu ba kích trong việc tăng cường bản lĩnh đàn ông. Tuy nhiên rượu ba kích, nếu mà chúng ta không biết cách và sai lầm phổ biến mà chúng ta dễ nhận thấy, đó là khi ngâm rượu từ cây ba kích là ngâm cả lõi, mà lõi ba kích thì vốn mang độc tính. Vậy thì cách ngâm rượu ba kích như thế nào đúng? Lương Y có thể chia sẻ với quý vị khán giả được không ạ? Cái cây ba kích nó có cái tên khoa học là Morinda officinalis, là họ cà phê Rubiaceae. Nó có cái tên là officinalis, có thể là thế, cho nên cái điều đó cho ta thấy rằng là cây ba kích đã được thế giới dùng làm thuốc từ lâu đời rồi. Và đông y thì cho rằng ba kích có vị cay, ngọt, tính và công năng là bổ thận dương và mạnh gân cốt. Nó có những cái tác dụng như là chữa những trường hợp là nam giới bị suy giảm về sức khỏe, rồi rối loạn cương dương, rồi thì là xuất tinh sớm, và thậm chí là liệt dương, thậm chí nặng hơn nữa là vô sinh. Thế thì là một cái cách sử dụng như bạn vừa nói là ba uống. Trước hết ta phải lưu ý là người nào có thể uống được rượu thì ta mới uống rượu ba kích. Ba kích thì từ xưa người ta đã dùng, người ta bỏ cái lõi đi. Nhục là thịt đấy, tức là dùng cái thịt thôi. Dạ vâng, ngoài ra thì ba kích còn có trị đau chân, mỏi gối và nhiều chứng bệnh khác nữa. Vậy thì Lương Y có thể chia sẻ cụ thể được không ạ? Đúng như vậy, vì bổ thận, mà đông y tức là thận thì chủ cốt, cốt tức là xương cốt đấy. Nên khi mà nó bổ thận thì nó làm mạnh xương cốt, và nó chữa như trường hợp là đau lưng, mỏi gối, rồi thì là yếu. Thế cho nên là dùng ba kích nó có tác dụng là bổ thận và mạnh gân cốt thì nó khá rõ. Thế mà ta có thể dùng dưới nhiều cái dạng, đa số trường hợp là dùng dưới cái dạng là các thầy thuốc đông y là bốc những cái thang thuốc, trong đấy có ba kích, có thể kết hợp với 5-7 vị, thậm chí là hàng chục các cái vị khác, trong đấy có ba kích để tăng cường tráng dương và mạnh gân cốt.
để tránh những trường hợp là hay đau mỏi, đau lưng mỏi gối, đau nhức xương cốt. Thế thì những trường hợp nào mà uống được rượu thì ta có thể ngâm rượu ba kích, và có thể là ngâm độc vị rượu mỗi ngày độ 1-2 chén rượu như thế vào bữa ăn và vào đặc biệt vào bữa tối. Thì là cũng có một số trường hợp người ta làm cái bột, thì cái ba kích dục đấy người ta sẽ thành bột, rồi có thể là mỗi ngày ta uống liền độ 5-3 cái gam bột ba kích đó. Dạ vâng, như thường lệ thì tiếp nối chương trình sẽ đến chuyên mục kết nối cùng với khoa hòm thư tư vấn sức khỏe chấm st@gmail.com. Thì có một khán giả giấu tên từ Cà Mau muốn hỏi lương y như sau: trước giờ tôi chỉ thấy ba kích dành cho cánh mày râu, ngâm rượu để tăng cường bản lĩnh đàn ông. Tôi thì có chia sẻ bảo là ba kích còn trị được kinh nguyệt không đều ở các chị em phụ nữ hay là dưỡng nhan dành cho các chị em. Vậy thì điều này có đúng hay không thưa bác sĩ? Và nếu như có thì cách dùng hay là bài thuốc cụ thể như thế nào? Đúng như vậy đấy. Ba kích có thể ngoài cái tác dụng đối với nam giới như ta vừa nói ra thì nó cũng có tác dụng rất tốt đối với nữ giới. Ví dụ như là bạn vừa nói là có thể giúp nó điều hòa. Bởi vì ba kích là cái tác dụng của nó như ta nói là bổ thận, mà khi bổ thận thì nó tốt cho cả cái nội tiết, cả nam và cả nữ, và cụ thể là nó làm tăng cường, nó làm ổn định cái hàm lượng nội tiết tố sinh dục của cả nam và của nữ. Của nam tức là testosterone, và khi nó ổn định được cái nội tiết tố sinh dục ấy, thì là cái kinh nguyệt nó ổn định theo. Yeah. Thế cho nên là đúng là nó có cái tác dụng tốt cho cả nữ giới đấy. Thế thì dùng ba kích cho nữ giới là có thể cho vào sắc để uống. Thì đa số nữ thì ta hay dùng thuốc bổ huyết, vì nam khí nữ huyết mà, ta dùng thuốc bổ huyết thì có thể là thuộc địa đương, rồi có thể ra vào đó những quý vị đó điều hòa kinh nguyệt như là ít mẫu, như là ít ngái cứu, rồi ra vào đó ba kích, thì tôi cho rằng nó có cái tác dụng rất tốt để mà điều hòa cái nội tiết tố sinh dục. Và khi điều hòa nó thì cái rối loạn kinh nguyệt nó cũng được khắc phục tốt, nó cũng được chữa trị tốt. Dạ vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn Lương Y đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay để chia sẻ rất là nhiều những thông tin để gửi tới cho quý vị khán giả thân yêu của chương trình Sống Khỏe 360 ạ. Quý vị thân mến, trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều những mức giá khác nhau về ba kích, và đặc biệt ba kích có thể làm giả khi mà chúng ta ảnh hưởng tới sức khỏe tiền mất tật mang. Bởi vậy quý vị cũng hãy thận trọng và mua những loại ba kích đúng nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân mình. Nếu có những câu hỏi gì thì quý vị hãy nhớ địa chỉ Gmail của chúng tôi, tư vấn@gmail.com. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.